Mùa xuân được xem là mùa của sự khởi đầu, của niềm tin vào một tương lai tươi sáng trong năm mới. Sáng mùng 1 trên khắp các con phố ở thủ đô, sắc xuân đã ngập tràn báo hiệu những niềm hy vọng. Những ngày đầu năm mới là dịp để mỗi chúng ta cùng nhìn lại một năm cũ đã qua, mong ước những điều may mắn ở phía trước. Mua muối đầu năm để cầu mong một năm mới nhiều may mắn từ lâu đã là một truyền thống đáng quý của người dân Việt Nam. Ngay sau thời khắc giao thừa, những tiếng giao vang, ai mua muối không, vang trên khắp các con phố như khiến lòng người thêm hoan hỉ chào đón năm mới đã tới. Mỗi người mua muối mình đều chúc họ là, tôi đều toàn chúc là chúc gia đình mạnh khỏe, toàn cả gia đình mạnh khỏe, mọi người rất là vui vẻ. Nếu mà cái tục lệ muối đầu năm là thực ra là mình cảm thấy rất là, khi mà đi bán muối đầu năm mình cảm thấy rất là vui và rất là, khi mình chúc và mọi người cũng chúc lại mình ấy. Thế là cảm thấy là rất là hạnh phúc, vui vẻ đầu năm mới. Tôi cũng như đây là chúc tất cả là mọi người là có một năm mới là mạnh khỏe, an khang. Mình ở Việt Kiều mới về thì lâu rồi mình không được về Việt Nam ấy. Thì mình thấy cái tục lệ mua muối của Việt Nam mình là rất là hay này, đem lại sự may mắn cho mọi người. Thì rất là vui khi mà được về Việt Nam xong rồi lại được mua muối tặng bố mẹ hoặc là người thân trong gia đình thì mình rất là vui. Năm mới thì mình cũng xin chúc mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đất trời đã chuyển mình vào xuân, đâu đâu cũng ngập sắc cờ hoa, rộn ràng không khí háo hức đón xuân vui Tết. Tạm gác lại những việc còn dang dở, những điều chưa hoàn thành, tất cả mọi người đều tạm biệt năm cũ 2019 để bước vào năm mới 2020 với nhiều mong ước và hy vọng về những gì tốt đẹp hơn sẽ đến. Sau mùng 1 Tết thì bọn em thường hay đi chụp ảnh để bọn em tận hưởng cái không khí đầu năm mới, mà cái không khí mà không phải trong năm nào có được. Trong năm nay thì em mong là em có thể tốt nghiệp được đại học và sau khi ra trường em thì có một công việc tốt. Một năm mới đã bắt đầu trong sắc xuân thanh bình, căng tràn nhựa sống. Trong không khí xuân rộn ràng, Việt Nam đang bước vào mùa xuân thứ 90 của Đảng, đầy niềm tin yêu và khát vọng. Đó là thành quả của việc mỗi người chúng ta biết chung sức đồng lòng, biết lấy tâm sáng làm nền, lấy tài năng làm trọng, lấy cái chung đặt lên trên mọi riêng tư, và luôn biết nuôi dưỡng những mầm non, hạt giống cho cuộc sống hôm nay và mai sau. Cùng đất trời, xuân Canh Tí đã về trong căng tràn ước vọng của lòng người.